gì ba? Má đánh gắn thùng xăng, má quay cảnh là nó biết rồi, má nói quay cảnh là biết gắn thùng xăng rồi. Ê, mà xe má gì nè, má gắn ở đâu? Tám ngày lọt ra luôn. Chết sức phục hồi. Đéo tin được. Má không thể tin được. Bà tới. Chính gớt đèn cho anh em ơi. Má nhìn má dắt xe mệt mỏi quá. Ha mà ham cho nặng nha. Nè nó lắc tới lắc lui luôn rồi nè. Không xiết là dám chạy. Nãy rớt lại khúc cú dĩnh. Bất chấp luôn, chạy bất chấp luôn cho cái đèn nó lủng lẳng luôn. Trời ơi sao cái ô ngại kỳ vậy? Để đây chứ, để đây. Để chỗ ngặt ha. Rồi đủ xỉm có lục có. Ngon. Có vừa không á? Không, chắc vừa mà. Cái dàn áo này ốc nó cơ bản lắm. Con này lục giác bự, còn con ở dưới là con tán hay gì á. Bây giờ lấy tay chim mà vịnh chứ sao giờ? Thì đúng rồi đó. Hiểu ý tôi vậy đó. Ra đó, ra đó. Dặn vô không? Dặn gì ra đủ. Tới đây bắt đầu thấy đau tay. Chìa khóa đâu? Lấy chìa khóa ra, chìa khóa 10. Ừ.